Vâng, em xin chào quý vị. Vâng. Hôm nay là em về một con 8800 hay là mã như vậy nhé, này, hàng bãi. Vâng. Con này bình thường ra là hàng đẹp của nó nhé là khoảng tầm 5 triệu 8, 5 triệu 9. Vâng. 5 triệu 4 tùy một độ đẹp xấu nhé. Nhưng con này thì nó hơi kém một tí xíu thì em sẽ bán thanh lý. Vâng, để cho quý vị nào ai không quá cầu kỳ nhất thì chúng ta có thể về dùng con này để nghe nhạc luôn nhé, hoặc là anh em thợ đi về chúng ta có thể là trang điểm thêm bán hàng để bán nhé. Vâng, đây ấm đi về là vẫn chạy bình thường nhá. Đây. Đây con này thì nó có các cái mạch cắt cốt này. Với giải 10 Hz này, à, 100 Hz, 200 Hz, 400 Hz nhá. Với mỗi giải này nó sẽ có một cái tiếng bass khác nhau. Đấy. Tương tự như vậy nó cũng có chép cũng vậy này. Nó sẽ đưa các giải chép khác nhau này. Đây nhá, volume chép của nó bình thường này. Bass này. Chuyển cầu vẫn bình thường nhá. Đấy. Nhìn chung là nó chạy ok. Đấy. Đây là mấy cái cắt tần nhá, mạch đây. Này lao đất này, biểu tình nhá, đấy. Có chế độ đánh mono stereo reverb nhá, đây. Cái này là cái gạt cho tép thì chúng ta hay về ở giữa nhá, đấy. Còn đây là mạch chuyển đầu vào nhá. Đấy. Volume nha. Thế bạn mất rồi. Rồi. Ok nha. Nên là nút tông họp on. Nếu như mà gạt cái nút này lên thì sẽ mất tác dụng của cái volume này nhá. Đấy, nếu gạt xuống thì có tác dụng này. Đây nội thất ở đây nhá. Đấy con này hàng vừa về mà em mới chỉ có vệ sinh qua tí thôi nhá. Còn nếu anh em thợ về thì chúng ta vệ sinh thêm nhá. Ok. Lắp vào đây nhá. Lắp đây. Nhá. Ok. Đây, sò đây. Sẽ 8 sò nhá. 1, 2, 3, 4. Vâng. Đấy, 5, 6, 7, 8 con sò nhá. Vâng, đấy. Đây. Đây là mặt sau của nó nhá. Con này thì công suất nó là đi 150W. Vâng. Trở kháng của con này là từ 4 đến 16 ohm đánh AB nhá. Và A cộng B là 8 đến 16 ohm. Đấy. Ok. Đây là con 8800 mã vừa về. Đấy. Thì con này thì em bán thanh lý nhá. Giá của con này như quý vị biết rồi, hàng đẹp của nó là đi 5 triệu 4, 5 triệu 8. Đấy. Thì với cái con này thì em bán cho quý vị với giá là đi 3 triệu 700 nghìn nhá. 3 triệu 700 nghìn. Quý vị nào có nhu cầu mua liên hệ cho bên em qua số điện thoại là 0966 594 581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Đấy, anh em thợ ai đấy hoặc là bác nào đấy thì liên hệ cho bên em. Vâng, số điện thoại của bên em là 0966 594 581. Địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng. Cái con này thì em cũng xin nói luôn là em bán thanh lý rồi nên em sẽ không có bảo hành đâu nhá. Cái giá này bán quá là lỗ rồi. Đấy. Quý vị về bán cho anh em thợ
này mà các bác, về tự nghiên cứu nhé, tự tự vệ sinh lại nhé. Vâng, em xin chào mọi người và xin gặp lại quý vị trong những video theo của bên em. Vâng.